35 đắt á, anh phải vừa bán vừa cho á. Con mẹ mà chơi có con nhân vật nó như thế nào bây giờ nhờ. Đấy, nhân vật là phải hơi đen một chút xíu. Welcome to the Missy City. Đấy, đấy. Cảm ơn em nhá. Hổm e thấy anh ghé à. Fucking shit. Mày máy bay thả tao đâu vậy? Chết mẹ rồi, anh em trong kia là ở má trong cái vị trí nào vậy? Chết mẹ rồi. Bây giờ má mày chế cái gì ra để đi lên gặp anh em trời. Có ai xuống đây đón tôi không? Mà bây giờ mà hành trình của anh em mình là má phải làm ra một chiếc thuyền. Không mình đi lên góc 12 giờ mình đi tìm mọi người. Mẹ nó máy bay nó thả tôi ở đây rồi mấy ông ơi. Bây giờ tôi đang ở giữa bản đồ này. Phải làm đồ để lên góc 12 giờ. Góc 12 giờ có phải là ngay cái ngón tay giữa của thằng này không? Đó là góc 12 giờ đúng không? Chết đi hết, chết như thế nào? À, ra đánh con này cho chết. Mù. Con quái vật của rồi. Hay má mà tôi làm một cái đế chế đây xong anh tôi dẫn quân lên chơi Ấn Độ nha. Đấy, xong rồi kiểu anh em mình sinh tồn ở đây xong rồi đến ngày có khủng long các thứ đồ anh em mình bay lên đập nhà Ấn Độ luôn. Ha! Dậy đi thằng. Dậy đi. Ngủ con cạc. Mẹ à, mặt trời lên rồi. Thằng này thằng nào vậy? Con cạc má. Má dậy đi. Đây là thằng nhân viên tao mà. À, tụng béo à, vô đây cứu bạn. Ơi! Ê, nó nói chuyện trong game như nào đây? B đúng không? B đúng không? Bạn ơi, bạn ơi. Bạn ơi. Bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi, bạn ơi. Bạn thân ơi, di số xin. Gì vậy? Tôi máy bay mới thả tôi xuống đây nè, nó bắt tôi sinh tồn 60 ngày xong rồi nó mới cho tôi về lại trái đất. Alo. Bạn ơi. Làm sao? Bạn tên gì đấy? Bạn còn mẹ ơi. Tôi và sao tôi sợ nghe nhà thằng nào luôn nhờ? À, đây là nhà, đây là nhà mày à? À đón tao về á. Mà tao về như nào? Bây giờ tao bảo này, bây giờ anh em mình ra lập một cái làng mới đi. Đó, gọi là cái làng nghịch ngu. Mày ập chơi nó đi, chơi nó đi, chơi nó đi. Chơi nó đi. Ôi! Má mày. Ui! Xuất trình giấy tờ. Tờ đi, xuất trình giấy tờ đi. Ui, mà con này to thế nhờ. Mà mấy ông ơi bây giờ mấy ông Bảo Nhi ơi, tôi mới xuống cái trái đất này, ông giúp tôi xây nhà được không? Xây nhà ai mà giúp, có làm thì mới có ăn. Thì bây giờ nhá, ông chỉ có ông chở tôi về cái mảnh đất nào nó đẹp đẹp đi để tôi xây nhà. Ở đây xấu quá, ở đây người ta chiếm hết rồi. Ông Bảo Nhi ơi. Đỏ kìa. Đâu? Dạ. Đi. Đi như nào, Mẹ nó đang mệt. Cái máy này là biến đi ngược về thời gian á. Ui, mà xịn thế giờ. Bây giờ anh giữ em này. E này. Thôi anh chỉ. Anh ấp xếp này. Không, người em cơ. E này. Vô chi bè đúng không? Đúng rồi anh ơi. Để ấp xếp đấy. Rồi. Áp xét rồi. Rồi, bây giờ nhá. Em phải làm anh ướt đã, xong rồi em lập vào phần xong rồi anh thấy cái chỗ nào nhiều giường ấy thì anh sẽ ép vào đấy nhá. À ok, xong về đấy để tao tự xây nhá. Ok, bây giờ anh phải nhắm mắt lại này, em khởi động máy này. Anh chuẩn bị. Uầy, cái máy này xịn như vậy. Giống như Doraemon nhờ. Mà máy này biến gì giống như Doraemon luôn á. À nhiều giường à.
Mẹ mà nhiều giường mà biến vào đây nè. Đây rồi. Mẹ mà không làm mà có ăn thì chỉ có tao thôi. Vô cái nhà này cá nhẹ coi có gì trong đây không nhờ. À, cái con mẹ mà cái thằng Dobby mà đang ngủ à, mà chết con mẹ mày rồi. Vô đây như thế nào cái nhờ. À đây 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 đây. Chết mẹ kìa, bát là gì ta. Thằng Dobby này nó sinh năm bao nhiêu giờ. Thằng Hải này sinh năm bao nhiêu vậy anh em? 2001. Đéo đúng. Mẹ có cách nào vô được. À. Mẹ mày khóa với tao à. Trong đây có gì vậy? Lấy lấy nhẹ cái cuốc cái vớt. Lấy cái nón đeo cái quần nữa. Cung à. Mẹ mày xin cây cung luôn, không có nhiều. Cứ nói đi à. Anh Bô lấy lầm 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 lầm. À tao đang cho chim nó ăn, nó đói á mừ. Ê ê, tao bảo này, tao có đồ rồi, tao đeo vô như thế nào đấy? Anh Táp à? Anh kéo luôn, anh cầm vào tay nhá. Đây 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 rồi, đây rồi, từ từ nhá. Đấy, mày thấy anh đẹp trai chưa? Erwin. Được chưa? Từ từ nhá. Quang Anh ơi. Có chết à? Có, ê, có anh ơi, chết. Ê chết ê. Luôn. Ê, ta bảo này, cái nhà thằng này bắt là số mấy đấy? Mày biết bắt không? Biết đâu. Ai, tao có cách rồi, mày đợi tao xíu. Quay, sao tao cởi con này đéo được vậy? Alo. Cởi được mà, anh cởi của nó thôi mà. Hay là có một con. Không ý là tao, à, tao... Bên này à, con này à. Mà... Ở đây, để tao. Bài như nào đây? Alo, bài như nào đây? Anh đột nhập từ cửa sổ á. Phụ tao Quang Anh ơi. Phụ tao. Anh lên kiểu gì? Anh xuống đó thêm lên. Mày lên trong được không? Đây, tao xuống đón mày này. Không. Đón mày như nào? Chỗ này có một chỗ à. Anh bấm bay đâu mà anh bấm chưa phải để nó cắp em. Chưa phải đâu bay lên. Xuống đây, đứng. Đây. Bay lên rồi, bấm một lần thôi. Ê, tao bảo này Quang Anh ơi. Mày xây thêm một cái thang, mày xây thêm một cái thang lên đây nữa. Xây thêm một cái thang lên đây nữa là được. Đi xây thang á. Ừ. Để bắt cái thang. Ê, ông bạn ơi. Có ông bạn nào mới đây nhờ? Ông bạn ơi. Ừ, ông bạn ơi, tôi bảo này, nãy tôi đi ra ngoài đi chặt gỗ ấy. Xong rồi tôi quên cái bát nhà, cái bát trong này số mấy vậy? Alo. Phải của tôi nghe. Hả? Nhà này không phải của tôi. Không phải của ông mà, hey, bây giờ có cách nhà nào? Không phải của tôi. Nhưng mà có cách nào để mình vô trong được không? Hay để dày rồi, có làm thì có ăn. Không làm thì ăn đâu. Ăn cực đúng không? Đúng rồi. Nhưng mà tôi bảo này, mà lần đầu tiên trong cuộc đời tôi thấy một cái giáp nó xịn sò như ông cho tôi cầm thử được không? Bộ đồ ông đang mặc ấy đẹp vãi, thề mà nó hợp với người của tôi này, tôi vạm vỡ này, ông thấy không? À, ừ. Muốn. Mặc thử. Cái bộ đồ đi rồi đó. Đúng rồi, mặc thử thôi, tí tôi trả lại cho bạn. Nha, tí tôi trả lại cho ông. Trời ơi, mình chung chi be mà.
Mình chung chi be mà. Đây nhá, bây giờ nhá, ông cho tôi mượn bộ đồ đúng không? Xong để từ từ. Ông cố nội tôi mới để lại cho tôi cái cung tên thợ ông cố nội của tôi này. Nè đá, 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 đá xưa này, cái đầu tên là đầu đá xưa ấy. Tí tôi gửi lại cho ông. Ông thấy không? Đây này. Đấy. Cung đấy tăng nhiều đam lắm đấy. Đấy, tăng. Ông đưa nguyên bộ đồ của ông luôn đi, tôi mượn mặc thử coi nó như thế nào. Xong rồi. Đây nè, bây giờ nhá, nếu mà ông sợ ấy, tôi vô trong đây nè, ông khóa cửa lại xong rồi ông cho tôi mặc. Tôi mặc thử một cái rồi ông lấy lại, đây nè, vô trong đây nè, ông khóa cửa lại được mà. Đúng không? Trời ơi, ông yên tâm mà, tôi uy tín mà. Đây nè, ông không biết tôi. Đó ơi, giới thiệu anh cho ông em này coi, ông em này chưa biết anh này. Đấy, giới thiệu đi. Đây là anh trai của tôi. Giới thiệu với anh luôn, tộc trưởng của làng này, còn đây là dũng sĩ của làng. Sĩ người Huệ. Còn đây là anh trai của tôi. Đấy, ok chưa? Cái làng này á, cái làng này là bố lão, tên là Quang Bịp. Nghe cái tên là biệt cái làng này là cờ mô rồi. Biệt cái làng này, biệt cái làng này. Nhưng mà bây giờ tôi bảo này, thả cái giáp của ông xuống cho tôi mượn đi. Mượn xong tí chà. Quy tín. Đấy, gục xuống, gấp xuống. Đúng rồi. Yes, dấp. Tao là chưa tệ. Mù. Wow. Amazing. Con mẹ trong đây nó xịn vãi anh em ơi. Thằng nhím nó đâu vậy ta? Uầy. Mà cái làng này vãi cà biều đấy nhờ. Cái thằng nhím đâu vậy? Mà làm sao gọi nhím bây giờ? Wow. Đang vào á. Ok. Ôi, đi đâu đây? Đây, trả, bỏ thả xuống mới trả được. Thả xuống mới trả được. Đúng rồi, thả xuống mới trả được. Ê, anh bảo này cho anh có gian qua cái làng dân chơi với. Làng dân chơi nằm ở đâu đấy? Ờ, qua làng dân chơi. Hình như cái tủ đồ nè. Chết mẹ, đéo có bát nha. Con chim này. Bà nai. Cho em qua làng dân chơi kiếm mừng nhím cái xây cái làng mới đó anh Quang ơi. Đi xây cái làng mới nào. Đi xây một cái làng mới nè, bên đây nè. Đây dưới đây nè, dưới đây nè. Dưới đây là nhím, xuống đây nè. Thì anh là vậy chứ gì. Chứ không phải là mày không xây được. Đi chung với tao này. Ủa, em có đi hai người à? Chỗ nào nhím ơi? Chỗ nào, muốn chỗ nào? Anh em mình xây nhà thì càng có mốt. Ờ, hay là mình lên núi này nè. Mà xa thế. Nhưng mà vị trí là đẹp. Bên nào? Bên đây á? Nói chứ anh Năm mới vui vẻ và nhiều hạnh phúc nha anh Khoa, thành công hơn và nhiều sức khỏe, anh tăng cái mic volume ý nó mới to. Đâu? Đây à? Đây. Nữa,
bay lên cao đi, cứ bay lên cao đi. Rồi. Rồi rồi, đi đi thẳng, đi thẳng, thẳng đi, thẳng đi, thẳng đi, thẳng đi, thẳng đi, thẳng. Cao quá thôi. Rồi, dưới đây đúng không? Dưới này nghe con suối nè, được ấy. Ừ. Ở sao? Mạng mình có suối thôi. Đây, nghe này đi, xuống đây đi. Ở trong cái tường rào kìa, trong cái tường rào mẹ mình còn được bảo vệ. Đây đi. Ở đây anh em mình xây. Ủa? Anh em mình đây, ở đây luôn rồi nè. Anh ơi, có con cá sấu kìa. Đấy, ở đây có cá sấu luôn nè, vui lắm. Nhưng mà ở đâu? Ở đây đi, ở đây đẹp rồi. Mẹ mày. Gì đây? Đất cụm rồi. Gì đây, tao lên đây rồi mà. Mày đâu rồi Diễm ơi? Mẹ bố mày bị cắn mà. Mày đâu, nhưng mà mày đâu? Ngất, ngất, cây ngay. Ôi mẹ. À, nó xuống rồi, nó xuống rồi, nó xuống rồi, nó xuống rồi. Rồi, chết luôn rồi. Cái mẹ. Đâu rồi, Diễm ơi? Con mẹ mày tề. Ở đây nếu chịu là dễ. Bên đây nè, 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 rồi khai quật chỗ này đi. Khai quật chỗ này Diễm ơi, khai quật chỗ này Diễm ơi. Chỗ này nè, đẹp. Chỗ này bọn em đang để chống bán đất nè. Đấy, lấy chỗ này luôn đi, lấy chỗ này luôn đi. Đâu rồi? Đây là anh đọc biển này, anh đọc biển này này, ở đây này. Đây là con mẹ mày tề. Tìm một mảnh đất hứa nào. Đâu giờ ta? Ở đây nè. Má đây đẹp luôn không chịu. Trời trời trời. Bị đâu vậy? Chết mẹ rồi. Phải trở về làng thôi, không ổn rồi. Lên cái thời gian này mà hơi khó khăn rồi. Lên xin đồ ăn cái đã. Mình bỏ nhà đi bụi sao. Quay 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 quay. Anh em ơi. Mà ở đây có sạc 911 được không vậy? Ê Quang Anh ơi. Ê anh Bảo này. Anh à, dạ. Anh xuống con suối kia xây nhà có gì xuống hỗ trợ nhé. Hỗ trợ là sao? Anh có muốn em thử anh không? À, anh muốn xây ở dưới suối kia hay là xây ở dưới suối, dưới suối, dưới suối, dưới suối có cái mảnh đất đẹp lắm. Đây nè, chỗ này đẹp luôn. Mà chỗ này có bằng phẳng không ta? Đây. Mày à mày. Quang Anh ơi. Mày khó thế giờ, game này cả tự nhiên nó khó dữ vậy ta. Mẹ đi xây nhà đi. Cho mẹ tôi với Diễm anh chết 80 lần nữa. Xuống đây Diễm ơi, xuống đây Diễm ơi. Xây nhà dưới đây Diễm ơi, xây nhà dưới đây nè. Ê. Đóng cửa chưa? Mày đóng cửa chưa? Đóng cửa rồi, đóng cửa rồi. Ai đấy? Giọng ai đấy? Em gái ơi. Ê tao nghe giọng em gái nào ấy. Em gái cái đường. Em gái đi chạy
đi. Em nào đấy? Đi, em à? Em tên gì đấy? Em tên gì đấy? Má nữa. Nhím ơi mày đâu Nhím? Nhím ơi. Ở đây nhá. Em chào em, cái chỗ xa chỗ này mà đẹp lắm này. Chỗ nào? Chỗ nào bé ơi? Ba cái thác cao là cao mà đẹp lắm. Hình như là chưa có ai say ấy. Chỗ nào vậy bé ơi? Nhưng mà phải đi. Anh có xuống đi không? Em xuống đây đi bộ với mấy anh được không? Đi bộ cho vui bé ơi. Đi bộ tới sáng mai mới tới á. Không, nhưng mà bây giờ anh bảo này, thằng bạn anh đó là mạng thủy thì sống gần nước nó hợp lý hơn. Ê em gái ơi, có đồ ăn không em gái? Có đồ ăn không em gái ơi? Có nhưng mà em nghĩ anh nên thuê vệ sĩ đi anh à. Không phải thuê vệ sĩ. Được rồi bôi. Đây đúng không? Chốt chưa? Chốt chưa để đi farm nè. Rồi, ở đây đúng không? Ok, farm đi. Anh ơi, đồ của bạn tặng hai anh này, mỗi người một ít đồ ăn để sinh tồn ở đây với cả hai cái hòm để ngủ. Ok. Đâu cần đâu. Đâu cần đâu, để bọn anh tự bưng bên xài đi. Nhà đi. Cũng không có nhiều với cả 200. Mày, mình đéo cần mình nhặt nè. Tao vứt đi à. Cả hai cái hòm này hai anh mà bị ngất đấy thì tao cả hai cái hòm này nhá. Ok nhá. Ê, đéo nhặt. Cho tao cục. Mà cái làng này đéo biết khi nào mới được cái nhà. Mà mày có thấy mày có thấy trước của tao không? Làng mạnh vãi. Mạnh cái mà. Ê, mày vào làng của tao không? Mày tạo chưa? Tạo chưa? Tạo rồi. Làng tên gì? Làng tên gì đây? Đấy. Làng gì ấy? Làng vượt khó à? Vượt khó. Mà... Tao vô chưa? Các bạn có chi bài hay. Rồi, cũng hai anh em vô rồi. Ok. Nè, người. Ai đây? Mấy ông nào làng khác qua đây đó nhá. Tôi cầm dù xém mẹ em đứt đầu ấy nhá. Bắt thủ cho bọn tôi là xém đứt đầu ấy. Mẹ. Đây nha. Ê, bao giờ mới học cái búa được giống Nhím này. Mấy bạn mới tới đây ở hả mấy bạn? Ai đây? Dạ vâng đúng rồi ơi. Tôi bán đồ ở trong cái thế giới này đó. Tôi thấy bạn buồn cười quá nên tôi hỏi thăm đó mà. Tụi tôi mới xuống trái đất này. Yeah. Anh có đồ gì để bán đây? Ôi cha, mới xuống luôn à. Dạ vâng, bây giờ bán, để bán nhưng mà nhìn mấy anh không biết có cái để mua không nữa. Anh muốn cần cái gì, anh cần cái gì? Rồi, anh trêu tôi. Đâu có trêu đâu. Ui, nó sẽ đến đây được, trêu tôi nhá. Anh thấy cái gì không? Cái này là búa, cái này là... Trước đi, khi nào có... Cái này là cái... Đéo, ông nội để lại hả bạn? Em nướng thịt bỏ trong củi đó nha, có gì lấy thịt chín cho mang đi, em lên kia nhà đi. Tới thế giới này đúng không? Mới tới. Em mới tới anh ạ. Được, có gì khó quá, tôi ở đây lâu lắm rồi, mấy bạn thấy có gì khó quá cứ hỏi cái gì để tôi chia sẻ một ít kinh nghiệm cho anh. Bây giờ nhá, tụi tôi là cần một cái kỹ sư. Một kỹ sư thiết kế một cái nhà to thiệt to đây thì cái tiền mà xây dựng là anh tính bao nhiêu nhờ? Cái khâu thiết kế bên tôi không hồi có trước ai chơi giùm anh đó đâu, hồi trước tôi lâu quá quên rồi. Gì đây? Ôi! Gì đấy? Mà anh bảy con súng luôn hả? Quên nói mấy anh là thế giới này
út nó không có hiền giống như là mấy thế giới khác đâu, anh phải cẩn thận. Vãi cà. Mà trời ơi, đang yên đang lành mà. Nhưng mà cái khu vực này nó nguy hiểm quá, tôi nghĩ là nguy hiểm vậy. Ừ. Thì lúc nào nó cũng vậy đó. Bảy có súng luôn rồi cơ. Nó tàn ác lắm. Con mẹ mày ảo thật. Là bị tợp, bị tạc, bị cắn cái kiểu hết. Hôm nay chắc mỗi lần là mình làm con cái mình xây ra vậy hả? Ok ngơi. Đấy, con mẹ mà cái nhà tôi phải bắn qua bên kia luôn, làm nguyên cái cầu bên đây, hiểu không? Nhìn anh có vẻ đi chậm quá vậy, mới vô anh học nặng nhiều vô. Vâng, em học nặng mà em. Anh ơi, anh có thịt hay là gì không anh? Em đói quá, trên gừng không có thịt gì hết. Trong này nè, anh ơi, em cũng thịt tôi trong này đây này. Trong này hả? Trong này hả? Em vào đây. E nó tắt lửa, gái ơi. Bấm ép. Ép không được bé ơi. Anh giữ nguyên nút E đi, xong bấm vô kìa. À bút. Phải, em phải unlock ra mới được. Bé gái ơi. Bé ơi, không được bé ơi. Đây, em vứt ra cho. Lâm. Cái thùng còn cất cái đồ lạnh đó. Mượt. Giờ mà làm cái thùng để đồ vô cho nó nhanh. Mượt liền thấy không? Tôi đã bảo rồi. Anh mặc ít đồ vào đi anh ơi. Đây, cắt đồ đó. Mặc ít đồ vào đi. Đâu. Ai đấy, ai vừa giờ nói mình đấy. Mới đi chặt gỗ này. Đấy, giờ mình chặt gỗ thôi. Đấy. Một cuộc mình nhờ mình kiếm gỗ một cuộc mà mình kiếm cái lông là hợp lý nè anh em ạ. À. Ông nãy giờ anh em tôi sống mấy đêm rồi đấy, vẫn chưa chết. Mẹ nó tùng béo. Giống anh nào. Đây nè, mà mình coi kiến trúc sư nè. Kiến trúc sư cao lắm nè. Mà mình sinh tồn được mấy hôm rồi đó chứ. Đáp. Đấy. Đáp. Thấy chậm là mình đi về là được. Đấy, 200 mấy đáp đi về. Để vô tủ liền. Đấy. Mà anh em đi chuyên nghiệp hơn nhiều đấy. Đó. Xong cuốc này là mình đi farm fiber này. Nhặt lông. Đó. Đó. Thông minh chưa? Mấy ông thấy tôi thông minh chưa? Mà có nhiều anh em trên chat đây nhá, sẽ đi farm chung với nhau vậy. Chật đồ lắm. Mấy ông phải farm từng loại xong rồi đem về cái tủ đồ ấy. Khoái liền. Chỉ số IQ cao. Fiber. Đấy. KPI. Má mày, cái quả nhà trong quả con cặc thiệt chứ. Xong nó vô lý vãi cả mới. Xong đeo xe hết ra tới đây luôn đi. Mà trong cái nhà vãi thật. À, ở đây tôi sẽ làm một cái thang để đi lên. Đấy, xịn sò luôn. Không mà nhà xấu quá. Nhưng mà nhà chán. Từ mới đem được. Bê tao bảo này, tham xong rồi vứt hết tao về cái kho đồ nó đi để tao lấy nó thế chứ. Mà tao nô lệ mày à. Đây, đang farm. Từ từ. Đấy, mà kỹ sư phùng khoa học. Nay dạy cho anh em cách xây nhà nhá. Chứ dụ nữa mà anh em mà có bị lạc trong rừng thì biết cách mà sinh tồn. Để trong đây nó bừa lắm anh em hiểu không? Mình lớn rồi mình đỡ phải ngăn nắp. Ra đây mở ba lô lên xong ông vứt mấy cái đồ này ra. Luôn luôn nhớ nha. Người thành công ấy thì lúc nào cũng đi với cái sự ngăn nắp. Anh em nhìn anh Độ đi. Đấy. Phải ngăn nắp chứ các em. Ui giời ơi. Con mày. Đi xíu là lạc rồi đây nè. Mà à, mày về là mày thấy nhà khác con mẹ à mày luôn nhím à. Đẹp vãi. Mày thấy đẹp không? Không, về cái thấy nhà khác liền không nhím. Đẹp con mẹ à mày luôn. Đấy. Phải như thế chứ. Đây.
Đâu, con nào? Tao bảo này, đưa anh em bơi sang kia ăn con kia con này. Khủng long á? Con này như là con cỏ luôn, đéo giết người đâu. Ăn con khủng long mày được không đấy? Anh bảy ơi, ăn đéo thú con cỏ, đéo giết người. Đi. Đéo giết người. Mù. Đồ, xong rồi đấy, cầm tiêu đó. À, vô phòng. Có da, 8 da. Được da không? 8 da. Ừ, trứng đi nào. Mẹ, 40 đặt luôn. Về đây với mày. Mày đâu? Về đây. Con mày cá gì đây? Ôi! Cá sấu Diêm ơi! Ơi! Cứu tao! Mẹ Tùng béo! Má mày gồi đéo có giường luôn rồi, ra kiểu gì? Mà ăn này đéo xe giường cho tôi à. Ui. Mà ở chỗ này đáng sống hơn nè. Con này á, con này hiền lắm, nó không cắn đâu. Đấy, mà hiền bá. Mà đéo hiền thế nào. Morning. Ui dồi ôi, thần sấm mà thần chơi. Còn mày mày biết mà ta vừa chinh chiến căng vãi thề. Giết hai con cá sấu trong rừng. Way, my friend. Ê bơ mày lấy đồ lại con thần sấm mà. Mà sao lấy được, vô là chết á. Nhím ơi, cho tao nhặt đồ lại nhím ơi. Trong đây này. Ủa biết rồi. Trong đây, đâu. Đúng rồi, đi. Mà nguy hiểm vậy. Được. Khó mới chơi chứ. Mà dễ quá chơi là gì. Xong nhá. Bây giờ tao với mày về xây cái máy nữa là ok. Hôm nay mình hoàn thành cái nhà được chưa? Nghỉ thôi. Rồi, được, anh em xây cái máy thôi, được rồi. Ừ. Bố mới xây campfire nữa. Mày à, cuộc sống. Ê khoan, cá. Con này con gì đây? Mày em bơi đâu cá sấu đâu, bơi đi. Woo! Đâu cá sấu đâu? Bơi đi. Người ta gọi là lấy đà đó anh em ạ. Đấy. Ê, mà mày thấy thiếu không? Thiếu cái lò. Thế ra anh em mình phải chia một người gọi là kiểu chuyên đi về thú ấy, còn một người chuyên xây nhà, mẹ thì tăng điểm nó hợp lý hơn, mày hiểu không? Thì mà bây giờ anh em mình anh nhím ơi, tao hai anh rời làng rồi, mà bọn tao sống một cuộc sống riêng rồi, tao lớn rồi. Hai anh đang ở riêng à? Ừ, anh không thể giúp đâu mà người nhiều như thế được, anh ngại lắm. Mà mày đến đây là cũng có một chút quà cho bọn anh đúng không? Có anh ạ, à, đây anh ơi. Quà gì đấy? Đây à. Có. Đồ ăn anh ơi. Ơi. Đi đâu đây? Đây, chỗ đây có anh Bơ với cả anh Linh này. Xuống đây. Không đi làm đi, suốt ngày đi chơi à. Mẹ, trên đảo hai anh mới đến làm mẹ phải tiếp đón chứ. Mẹ mày cu em nào mồm đi chơi hơi xa đó chứ. Cái máy để tao. Cần giúp gì gọi em anh nhá. Ok baby. Xong okay. Khi nào hai anh đủ mạnh cần về làng thì cứ bảo em. Em đón. Anh ơi nhớ mày tao đi nhặt fiber đây. Uầy. Thằng xây cái này ở đây vậy?
Mày à? Đi, tao đang xây. Ờ tao. Đi... Tầng 2. Phải. Ừ, đang nghĩ cách để xây cái thang đã. Mày hàng mai có thằng đép nữa thì thôi. Cái nhà này thành cái lồng luôn. Đúng rồi, anh em mình lớn rồi, sống cứ dựa dẫm vào người khác là đâu có được. Đúng không anh em, mình lớn rồi, phải mới sinh ngày hôm qua đâu, mình phải tự lập đi. Đó, anh em tôi sống được 2 ngày trong rừng này đó, đỉnh không? Không phải cái gì cũng là anh Độ, anh Chip, các thứ rồi, mình lớn rồi, mình phải tự lập chứ các em. Anh em đây là nên sống theo cái lối sống tự lập đi nha, thanh niên rồi, lớn rồi. Không, anh thấy tôi tự lập không? Đỉnh vãi liền, nãy giờ chưa nhờ ai hết. Uầy, xong mấy hôm nữa tôi đi bắt 5 con khỉ đem về đây mới được. Giống như hôm bữa anh em mình chơi, bắt 5 con tinh tinh đem về đây, tập chú chip. Cảm ơn anh em siêu nhân gao. Thưa, chưa bắt thú được đâu, giờ gái đã fiber đã. Đấy, mày có nguyên con. Anh ơi, cắn nào đi. Mẹ nó quất đây. Quá. Ôi. Ơi, sao đây? Nó quật tao nè. Không quật tao, không sao hết. Mày quật đầu nó đi, mày quật đầu nó đi. Một cái nè. Tao đang chế đồ, chờ xíu. Mẹ nát quá đi nhà vô đây. Ê, chờ xíu, tao ra liền. Còn mẹ mày. Tai hại dữ vậy? Quá. Ô tao gần chết rồi Nhím ơi, Úp cái gãy cụ xương rồi. Con mày mà đéo biết sao mà. Má mày. Khó mày. Ê. Nhím ơi, mày đâu rồi Nhím ơi? Nhím. Dạ, sao chết hết rồi, ổn vậy, đập nhà kìa mấy đứa. Ôi không mày ơi. Bắn giùm con này cái. Bắn chạy. Cứu. Cứu bé anh ơi. Cứu, đúng rồi. Ai da. Cứu, đúng rồi. Rất thú luôn à. Cứu, hay. Lâu chết vậy. Ây da. Gần chết rồi. Tập máu rồi. Chết chưa, để em lấy da. Ơ kìa. Ôi bọn em lỡ cắn mạnh quá. Con mẹ gãy xương rồi Nhím ơi. Chết mẹ rồi mấy chú ơi. Anh cùng quá học gì ơi. Ây. Anh cùng quá học ơi, giết con này nè. Không có đồ chơi, từ xây nhà đã. Không cần cầm gì không anh ơi, cầm gì không anh. Con nào này á? Con này thú hút cổ anh ơi. Tôi xây cho. Lâu chết như vậy. Đây rồi, 12 da, 16 da. Từ từ nha, vô chế cái giường cho bạn em đó. Con mày em có ai, anh trai cho vai tí da được không anh trai ơi? Vậy bao nhiêu nè? Vai 20 da, 20 da. 20 da đúng không?
Đây em trả anh một cục đá quý của thời anh Napoleon này. Đấy, một con rồng thời tiền sử này. Một con rồng thời tiền sử nữa này. Cái ghế này. Mắt kính này, đôn chè này. Đấy. Ok nhá, về nhá, anh em mình về nhá. Da đâu? À đây đây đây. Bây giờ mình tham gỗ trước anh em hiểu không? Rồi vô, cắt gỗ. Chịu khó. Cái gì cũng vậy. Bây giờ má mấy ông vứt ra, mấy ông tí nữa mấy ông ra nhặt là nó mất rồi. Đúng không? Giờ mình phải chịu khó luôn. Đấy. Em phải nói như thế, bây giờ mình phải chịu khó mà đi chậm vô tí cũng được. Nhưng mà mình sẽ cắt được đủ đồ. Ok. Không, lấy cái này đúng không? Cái này cắt đúng không? Ui giời ơi, nó lại chuẩn luôn. À, thông minh dữ vậy trời, cái làng này mà không có tôi là ăn cứt hết. Thiệt, cái làng này mà không có tôi, má bây giờ có 2 thành viên thôi, ngày mai thêm 1 thành viên mới này. Xong rồi sâu xa là thêm mấy thành viên nữa. Mà cái làng này không có tôi là làng này ăn cứt. Thề. Anh Bố ơi. Ơi, sao đây? Đây, hai cái hòm đấy của anh này, anh đang tự đặt đi là nó thành giường á. Tao có giường, tao có giường rồi, giờ đặt hòm vô đây nữa à? Một cái không đủ đâu anh, Hai cái mà. Không, anh nghĩ là anh cần 10 cái đấy. Một cái thì đủ được. Cái hòm á, phút sau lại. Từ từ nhá, cái hòm để giữa nhà nó mới đẹp. Đấy, mà nhiễm nằm đây nè. Xong tôi nằm bên đây là đẹp. Đấy. Đấy. Em vừa ăn quả trứng bằng vàng đặt ở bờ sông này anh. Được mẹ, mà cái này khó nha. Anh bắn một người nó đi. Anh phải bắt đầu anh phải nhá. Bây giờ nghĩ mà sao lên được chỗ này? Con bé bé ấy anh. Giờ sao lên được chỗ này? Ok. Kìa. Chết mẹ rồi. Ê. Cho có ai cho mượn con thú bay lên tháo cái nhà cái xây sai rồi anh ơi. Nhiễm ơi. Nhiễm ơi. À, tao xây sai nhà rồi sao không xóa được. Đây đây vào đây ngoài đây ngoài đây ngoài đây ngoài đây ngoài đây. Đây nè. Đấy. Nhìn cho nó đi. Sao xóa giờ? Lên xong bấm E thôi. Lên cao xong bấm E thôi mới được. Má nữa. Cái này là tôi có cắt rồi. Đấy. Mẹ. Con mẹ. Ê, thả cái này đi, lên đời gỗ luôn anh ơi. Lên gỗ á. Hay phá hết à? Phá hết rồi là sao? À, có đúng ăn ở trong campfire đấy, nhiều lắm. Có gì ra lấy ăn nhá. Ok. Như mày.
Nó bị lủng lỗ luôn kìa Diễm ơi. Không. Lủng lỗ đâu. Lủng lỗ kìa mày thấy hả? Đâu? Bên trái nhìn đi. Con mẹ mày. Má thông minh quá bồ ơi. Nãy giờ nha. À mà sinh tồn với tôi chắc bực lắm nha. Cầm dây à. Ủa sao đéo 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 à đây. Đấy. Mẹ mày ngon ngay. Không thấy chưa, thông minh vãi cả. Làm đây làm cái bậc thang luôn. Hợp lý quá bồ ơi. Ok ok ok. Từ để tao vô tao thiết kế nốt cái này cái đã. Lắp lắp được mà. Chưa muốn ta đã. Con mẹ mà cái nhà giống cái chuồng nghêu quá. Đây. À đây rồi, đây rồi, đây. Kiến trúc sư cao lắm này. Đấy. Má nữa. Quá wow. Đéo được nha. từ từ, được, được, tin tôi, tin tôi. Biết làm nào. Con mẹ em nhà trong bẩn quá. Này tao bảo bô lấy cái máy đây này. Đấy mày chọc từ chỗ này đâu, này đâu đâu lên phát lên trên này luôn đâu trên hướng thế này này hướng đây này ấy hướng tao nhảy này. À hiểu hiểu đấy, hiểu từ cái chỗ này này đấy tao từ hướng lên nhảy luôn đấy chọc quay cứ chọc đi rồi tiếp từ phá một cái đi thôi cứ chơi tiếp đi y vẫn còn chịu đựng được cười hơi to thôi. À không, thực ra vẫn lên nhưng mà trông nó tù lắm, để ra cho nó thoáng. Rồi phá đi để tao xây cầu thang lên nè. Ga ga thằng. Mày em. Tháo cái này ra đi. Đồ bù. Mày tháo đi. Đấy, lên tháo đi lên. Mày cứ lập máy đi. Lên tháo nè, lên tháo nè. Tháo đi em ơi. Tháo gì đây? Mẹ mày. Con mẹ. Cái nhà này. Má mày. 3 tháng nữa cũng chưa xong nữa. Quái cà thật. Mẹ mày đéo hiểu vô. Mày bảo mày tao hiểu đây. Tao hiểu rồi nhưng mà bây giờ thẳng lên đây luôn. Nhưng mà bây giờ tháo cái máy này ra nè mới được. Được chưa? Được chưa? Ok chưa? Rồi đấy. Rồi không sẽ hai. Sẽ hai mình rồi rồi ok ok chưa? chuẩn. Một miếng thôi, tao có một miếng rồi. Ủa. Cái gì? Được chưa? Mày làm sao ai đánh nhau ngoài nhà mình vậy? Alo. Ai đánh nhau ngoài đây đi. Con này có phá nha. Thấy chưa? Này, bây giờ ngồi đây. Ok. Đưa ta phá một cái ra để anh em mình làm cái mái hiên nhá. Làm ra đừng hút thuốc ấy. Hợp lý. Hợp lý không? Đây phá cái này. Ôi con kia phá nhà kìa Diễm ơi. Con mẹ cái cầu thang trong tiều quá. Đây. Đấy, đồ ăn này. Có về không? Có về này. Ui.
làm sao quá nhờ. Ờ, anh em ở đây có anh em mà sống bên Thái Lan không? Mình xây theo cái kiểu thiết kế nhà Thái Lan ấy. Đấy. Nhà bên Thái ấy, từ từ nha. Không, mấy ông phải lên đây mấy ông xem mới hiểu được. Đâu nhờ. Đấy, thiết kế máy Thái nha, cái này là máy Thái nha anh em. Số 8 mà. Đó. Thôi cực cực. Từ từ, tí mấy ông hình dung ra máy Thái đẹp vậy. Số 7. Đúng chưa? Còn mà em đẹp vậy. Ôi, đúng chưa nhờ? Đây nè. Nè, máy Thái là sao? Máy Thái là ví dụ á, ở miền Tây của mình á, thường người ta xây nhà đúng không? Thì vuốt cái máy lên. Giống như cái đầu undercut ấy. Ở bên Thái á, bên Thái người ta xây như thế này luôn. Cái số. Bên Thái người ta xây nhà như thế này nè. Bắn đi. Đây gọi là máy Thái đấy. Bắn đi. Máy Thái. Ok. Ngồi nghe này cay tới giờ. Bạn ơi. Ê, tao gần xong rồi, tao gần xong sứ mệnh rồi. Chập cái con cá sấu đi mẹ. Mà thề tối nay mà anh Độ qua anh Độ xem ở nhà tôi kiểu gì trả khen. Mà hàm đỉnh vãi. Thề. Trong cái nhà là biết của anh em phùng khoa học liền. Đấy. Hôm nay xây được cái nhà đỉnh vãi. Thề. Vậy mà ông đéo khen gì hết. Respect cho anh Bồ cái gì. Ui. Con mẹ mà đẹp luôn. Được chưa? Đẹp phải luôn chứ còn gì nữa. Con mẹ mày. Được chưa anh em? Bây giờ kia mẹ. Rồi đặt cầu thang đi. Chứ đéo đắp cầu thang này thế nào ấy. Mẹ. Có đặt vãi lịt không nào ta lên lại được. Con mẹ mày kìa. Rồi. Rồi nha, tao lập lại cái vách cái. Đấy, ngon luôn. Đặt đi thằng. Đấy. Có một cái nữa thôi. Đây, đặt thiếu gỗ, còn gỗ không? Gỗ đấy. Đây, gỗ trong tủ. Mẹ mày, thấy không? Mới có một ngày thôi nhá mà anh em tôi đã xây được một cái nhà như thế này rồi, là một kỳ tích. Vẫn thiếu gỗ. Là một kỳ tích ở trong cái ngôi làng này. Làm gì có ai một ngày mà xây được nhà như bọn tôi như thế này. Anh em toàn vô đây toàn chết nhiều không à, không có xây được nhà như anh em tôi đâu. Một kỳ tích đấy. Xong chưa. Xong rồi, anh em lên nhà ăn mừng thôi nha. Hôm nay KPI xong rồi đấy. Ôi em về đấy. Rồi tổng kết đi với mày. Hay quá rồi đấy anh em. Đấy tao xây xong cái nhà đấy. Đóng cửa đi. Đóng cửa tổng kết đi. Con mẹ. Đẹp chưa. Thấy hài lòng không. Này nhá. Cái hiên nhà của bố mày đâu rồi. Bạn mà giới thiệu này từ. Đây. Cái đây là gọi là cái máy Thái giếm nhá. Ừ, máy bên Thái đấy, bên Thái người ta hay xây nhà xây như thế này này. Đấy, máy Thái. Đấy, mà thấy tự hào về tao chưa mở. Thấy cái không người ta ngã. Mở chung với tao thấy hợp lý nhà không? Nhà này mà ném cái điếu thuốc thì cứ phải gọi là mà thấy ở dung với tao hợp lý không nhiếm? Đẹp không? Đẹp không? Cái này là mà tượng trưng. Không, cái này là tượng trưng hai cái răng. Hai cái nanh đấy. Bây giờ nha. Không mượn hàng ngay cả. Đấy, đặt. Đấy.
Đấy. Này đặt cái cửa nè, đặt cái cửa tù lắm. Diễm ơi, thế chị phá cái cửa trong đây đi. Đấy, làm như này đẹp hơn nè. Đó. Mà em đẹp luôn. Nó phải là cái đó. À thế à, thế xe lại đi, xe lại đi. Mày xe lại đi. Con mẹ. Từ dưới mày, lật rồi, lật rồi. Được rồi, bây giờ mày cầm máy lên. Mày làm cầm máy là được rồi, mày làm cầm máy là được rồi, hiểu không? Mày biết rồi, biết rồi. Mày chéo lên mà. Dạ. Con mẹ làm gì ơi? Làm cái máy chéo lên chỗ thang vào đấy ấy. Đây, con mẹ là bấm nhầm như vậy. Ừ, đây chuẩn bị nghỉ anh em ơi, nghỉ giờ mà. Cái này anh để phát thịt đúng không? Cái phát thịt đúng không? Con mẹ bị thề. Đéo còn gì để nói. Má. À không. Lệch là do thằng Nghiêm nó xây lệch. Chứ cái nhà của tôi là xây chuẩn rồi. Lệch là mà lệch cái máy hiên đây nè. Đúng không? Lệch cái ban công. Mẹ mày thằng ngu này. Phải xích qua bên trái xíu nữa. Con mẹ mày. Thôi nghỉ anh em ơi, nghỉ cái đã. Hôm nay đủ vui rồi. Mai làm tiếp.